Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật rất đặc biệt và thú vị, đó là con vượn. Con vượn là một loài động vật thông minh và linh hoạt trong tự nhiên, cách chúng sống trong thiên nhiên cũng là những điều thú vị. Con vượn có cơ thể linh hoạt và cơ bắp mạnh mẽ. Kích thước cơ thể của con vượn tùy thuộc vào từng loài, có thể dao động từ khoảng 30cm đến hơn 1,5m. Chúng có thể nặng từ 1kg đến hơn 100kg. Tuy nhiên, nhìn chung, con vượn có hình dáng khá giống nhau với tay chân dài, đặc biệt là đôi tay của chúng có thể xoay để giúp chúng leo trèo và di chuyển trên cây. Chúng có lớp lông dày mịn và màu sắc thường là màu nâu hoặc xám, giúp chúng trở nên khó nhận biết trong môi trường tự nhiên. Con vượn thường sống ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi có nhiều cây cối và dày đặc rừng lá. Con vượn là loài động vật sống chủ yếu trên cây, vì vậy chúng thường có thói quen ăn uống và sinh hoạt trên các cành cây. Chúng có khả năng leo trèo và nhảy nhót tốt, giúp chúng có thể tìm kiếm thức ăn và tránh được sự săn đuổi của các động vật khác. Vượn có bàn tay khỏe, hình móc để nắm bắt các cành cây dễ dàng, cánh tay dài quá khổ giúp vượn vươn được ra xa. Và cùng với đó là đôi chân dài, khỏe, linh hoạt tạo cho chúng lực đẩy và đồng thời cũng để nắm bắt các cành cây khác. Khớp vai của vượn thậm chí còn có cấu tạo cho phép chúng đặc biệt thích nghi với phạm vi chuyển động rộng lớn khi chuyển cành. Chúng có thể đu từ cành này sang cành khác với khoảng cách lên tới 15 mét và vận tốc cao tới 56 km/h. Chúng nhanh nhẹn và uyển chuyển nhất trong số các loài thú sống trên cây cao mà không biết bay. Con vượn là loài động vật ăn cả thực vật và động vật. Chúng có một hệ tiêu hóa đa dạng, giúp chúng có thể tiêu hóa được rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Trong chuỗi thức ăn, con vượn thường đóng vai trò của một loài ăn thực vật. Chúng ăn rất nhiều loại trái cây, lá cây, những loại củ quả và hạt giống. Ngoài ra, khi thức ăn khan hiếm, con vượn cũng có thể ăn các loài động vật nhỏ như côn trùng, bọ ngựa và thậm chí là động vật có kích thước lớn hơn như chim non và rắn. Đôi khi có thể chúng ta nhầm giữa khỉ và vượn vì chúng có hình dáng và sự linh hoạt giống nhau. Đặc điểm dễ để phân biệt nhất giữa khỉ và vượn đó là hầu hết khỉ có đuôi, còn vượn không có đuôi. Ngoài ra, trí thông minh của vượn cũng vượt trội so với khỉ. Theo các nhà khoa học, khả năng suy nghĩ và học tập của con vượn tương đương với khả năng của một đứa trẻ 3 đến 4 tuổi. Vượn là động vật sinh sống thành bầy kiểu xã hội tập thể. Mỗi đàn chiếm cứ lấy một khu vực và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ bằng cách kêu hú hoặc phô trương. Tiếng vượn hú có thể vang vọng đến 1 km. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con vượn, một loài động vật linh hoạt và thông minh. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới tự nhiên xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.